60 năm qua, ngọn đuốc thiêng vẫn còn tỏa sáng giữa thiền viên. Bồ đề thấm nhuận thơm hương đức, đạo pháp trường tồn đượm sắc liên. Quảng Đức cao tăng ghi sử sách, Việt Nam Phật giáo rạng tâm nguyền. Trái tim bất diệt hằng lưu mãi, bốn biển năm châu thấm đạo huyền. Sau đây, kính mời quý vị đến với tiết mục Trái tim bất diệt do đội văn nghệ phân ban văn hóa Phật giáo thành phố Đà Nẵng thể hiện.